Vâng, xin chào tất cả các bạn, tôi là Sơn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại với khóa học lập trình C cộng cộng cơ bản. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ đến một cái khái niệm đó là chuỗi. Thì chuỗi là cái gì? Thì như ở video trước thì các bạn đã học về mảng rồi, thì chuỗi nó cũng chả có cái gì đó nó cao siêu lắm đâu. Chuỗi nó là một cái mảng, nó là một cái mảng ký tự. Nhưng mà có cái ký tự kết thúc chuỗi, đó là ký tự luôn. Thì ký tự luôn thì nó là cái tự không có gì, bạn không thể nhìn thấy nó được. Ok. Khi mà bạn in ra màn hình thì nó in lại chả cái gì cả. Đó là ký tự luôn. Thì ký tự luôn ở trong máy tính khi mà khi lập trình thì nó được ký hiệu bằng ký tự sọc không này. Ok. Ký tự này là ký tự luôn. Đây. Đây là ký tự luôn. Có nghĩa là chuỗi bản chất của nó là một mảng giống như mảng số nguyên đó. Nhưng mà nó có ký tự kết thúc chuỗi thì đó là chuỗi ký tự. Thì chúng ta sẽ học về nhập xuất chuỗi ký tự như thế nào và thao tác một số thao tác với chuỗi ký tự. Ok. Thì bây giờ tôi sẽ đi khai báo một chuỗi. Đó. Tôi sẽ khai báo một chuỗi thì khai báo như nào? Thì dùng kiểu tra str. Ví dụ độ dài chuỗi là 100 chẳng hạn. Đó. Thì đây là một tôi khai báo một mảng ký tự nhá. Nhưng mà tôi sẽ nhập vào một chuỗi thì như thế nào? Thì tôi phải sử dụng một cái thư viện, đó là thư viện include stdio.h. Trong cái thư viện này thì nó sẽ có một cái hàm để chúng ta nhập xuất với chuỗi. Nếu mà không cần cái hàm này thì chúng ta sẽ có lệnh câu lệnh cin thì cũng có thể nhập chuỗi nhưng mà nó sẽ không nhập được dấu cách. Ok. Thì trong đây có một cái lệnh tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau. Và tôi sẽ thêm một cái thư viện để xử lý với chuỗi. Một cái thư viện tên là string.h. Ok. Chấm h ở đây là có nghĩa là hãng còn thuần, nó còn nai giữa C và C cộng cộng. Nếu mà các bạn để string thôi, ok thì nó vẫn sẽ là chạy được bởi vì là cái thư viện string thôi là thư viện của C cộng cộng. Hay là cái thư viện stdio.h này nó cũng là nai giữa C và C cộng cộng. Thế nên là nó là thuộc C, tôi sẽ thêm một cái thư viện là stdio. Đó, đó là thư viện của C cộng cộng. Ok. Thì bây giờ tôi sẽ thao tác là nhập, ví dụ nhập vào họ tên chẳng hạn. Đây tôi sẽ sửa thành đây là cái chuỗi họ tên nhá. Nhập họ tên. Thì nhập như nào thì tôi sẽ sử dụng một cái lệnh là get s. Đó. Họ tên như vậy. Như vậy là tôi đã dùng cái lệnh này và cú pháp như thế này để nhập vào một chuỗi. Bây giờ tôi chạy chương trình nhá. Đây tôi chạy chương trình đây. Biên dịch và chạy này. Đó. Ok. Như vậy ta vừa nhập. Bây giờ ta sẽ in cái chuỗi này ra như thế nào? Tôi sẽ in nó ra. Cout họ tên. Đó. Đây. Họ tên này. Ok, chạy này. Họ tên nhá. Đó, họ tên là Nguyễn Sơn, ok. Thì nó sẽ có, đây là các bạn dùng câu lệnh get để nhập. Thế các bạn dùng câu lệnh cin họ tên có được không? Ok, họ cin họ tên cũng được. Nhưng mà nó sẽ xảy ra một số cái vấn đề như sau. Ví dụ tôi chạy này, họ tên ví dụ tôi nhập Sơn nhá. Đó, nó vẫn là Sơn đúng không? Nhưng mà nếu mà tôi nhập như thế này, tôi nhập là Nguyễn Sơn thì sao? Có dấu cách nhá. Đó, nó in ra giống Nguyễn thôi, đến dấu cách là nó ngắt rồi đúng không? Đó thì đó là cái nhược điểm của cái câu lệnh cin, thế nên là các bạn phải dùng một câu lệnh khác là câu lệnh get s. Chưa, ta sẽ còn có nhiều cái câu lệnh khác để nhập vào một chuỗi như kiểu zna, rất là nhiều câu lệnh khác. Ok, đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn câu lệnh get s hay dùng nhất. Câu lệnh này tôi rất là hay dùng. Đó, đó này, đó thì nó sẽ xảy ra một vấn đề bây giờ như sau. Nếu mà trước đó các bạn khai báo một biến gọi là tuổi nhá. Bây giờ các bạn nhập tuổi trước thì sao? Cout nhập tuổi chấm phẩy xin tuổi. Ok, tôi chạy chương trình này. Bây giờ các bạn nhập tuổi là ví dụ như là 20 chẳng hạn. Ố, tại sao nó lại không cho mình nhập tên nữa? Đáng lẽ phải là nhập tuổi này, sau đó đến nhập tên đúng không? Thì nó liên quan đến
bộ đệm trong bàn phím. Khi mà ta nhập vào một cái số đấy thì nó sẽ lấy ký tự enter để là đánh dấu. Ví dụ như khi ta nhập tuổi này thì cái bộ đệm bàn phím nó sẽ lưu, ví dụ ta nhập ký tự là nhằng này nhá, ta nhập vào một cái số hay là một cái gì đó thì ta nhập xong ta phải enter đúng không, thì cái ký tự enter đó nó sẽ, đây là bộ đệm bàn phím nó sẽ lưu như này, nó sẽ cắt đến cái ký tự này và nó đưa vào cái biến biến tuổi này. Nhưng mà còn cái ký tự enter này là vẫn trong bộ đệm bàn phím, mà nhập xuất này thì nó nhập xuất dựa trên cái bộ đệm bàn phím, thì nên cái câu lệnh cái ký tự enter này nó sẽ vẫn còn ở trong cái bộ đệm và nó sẽ nhảy vào cái lệnh get này, có nghĩa là bây giờ cái thằng họ tên này nó có giá trị là cái phím enter. Enter cũng là một ký tự mà, thế nên là nó sẽ bị trôi không cho các bạn nhập nữa. Thì đó, thì để khắc phục được cái nhược điểm này thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái hàm trước câu lệnh get s, khi mà trước đó ta nhập một cái gì đó thì phải là ff load std in. Ok, câu lệnh này là câu lệnh để làm sạch bộ đệm bàn phím, xóa bộ đệm bàn phím khi ta chạy nhá. Bây giờ ta sẽ làm nhập lại này, nhập tuổi ví dụ như 19 chẳng hạn, nhập họ tên nhá. Ok, nó vẫn cho ta nhập bình thường được chưa? Đó, thì đó là một số cái lưu ý mà khi các bạn sử dụng cái câu lệnh get. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ thao tác một số bài tập thao tác và một số hàm thao tác với lại chuỗi ký tự. Ví dụ ở đây họ tên là nhá, in là tuổi luôn, CL tuổi là ok đó, in là tuổi này, in là họ tên và in là tuổi đúng không? Thì bây giờ tôi muốn đếm số ký tự của cái tên mà tôi nhập vào, thì tôi sẽ sử dụng một cái hàm, tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Đó là một cái hàm có tên là strnamed như này. Bây giờ tôi sẽ in ra này số ký tự của tên. Ok, cái hàm này là hàm có chức năng đếm số ký tự của tên, thì nó dựa trên cái thuật toán mà nó sẽ duyệt từ đầu cái chuỗi đó, từ từ phần tử thứ không này đến phần tử thứ n trừ một nhá, từ đầu đến cuối này. Duyệt đến khi nào mà gặp ký tự null là ký tự kết thúc chuỗi đó thì dừng, mỗi một lần duyệt nó lại đếm một lần. Thì đó là nguyên tắc hoạt động của cái hàm strnamed. Thì cái cú pháp của cái hàm strnamed như thế nào, mà các bạn phải dùng thư viện nào, thì các bạn phải dùng cái thư viện string hoặc là string.h. ok, tên của nó là strnamed đó. Thì bên trong đây cái truyền là gì, bên trong này truyền vào cái chuỗi đó, ví dụ họ tên đó. Bây giờ tôi chạy thử cho bạn xem nhé. Nó gặp một cái lỗi, xem lỗi nó là gì. Strlen chưa được định nghĩa, thì đây tôi nhớ là phải cstring đó, nhập tuổi này nó ở trong cái thư viện là cstring nhá, hoặc là string.h. ok đó, 19 đúng không, số ký tự của tên là 19 à 14. Đây tôi sẽ cách nó ra, sẽ xuống dòng nhá. Ok, đó, số ký tự của tên là 14. Các bạn có thể sử dụng một cái hàm, một cái thư viện nữa là string.h, .h vẫn được này. Đây, tuổi này, đó, nó vẫn được. Thì đó là cái hàm strnamed, có nghĩa là hàm đếm số ký tự. Hàm này các bạn sẽ dùng, nó cũng là khá nhiều khi mà các bạn sử dụng chuỗi, xử lý chuỗi. Còn tôi muốn giới thiệu với các bạn một cái hàm nữa gọi là hàm string compare, có nghĩa là hàm so sánh chuỗi. Thì đây tôi sẽ xóa đi và viết thế này. Tôi có một cái chuỗi một nhá, đây là chuỗi một. Chờ, tôi có một cái chuỗi thứ hai nữa, chuỗi hai, tôi gọi là chuỗi hai. Ok, thì tôi sẽ làm cái công việc là đi nhập cho từng chuỗi này. Tôi sẽ nhập vào, nhập chuỗi 1. Ok, nhập chuỗi 1 này.
chấm phẩy, dùng lệnh get s chuỗi 1, ok. Sau đó tôi nhập vào chuỗi 2. Nhập vào chuỗi 2 này. Nhớ có lệnh ff plus nhá. Std in. Get s chuỗi 2. Đó là tôi vừa nhập vào chuỗi 1 này, nhập vào chuỗi 2 này. Bây giờ tôi in hai chuỗi ra màn hình nha. Chuỗi 1. Tôi in ở đây này. Chuỗi 1. Đó. Copy lại cho nhanh. Xuống dòng này. Đây là chuỗi 2. Chuỗi 2. Ok, bây giờ tôi chạy thử là chuỗi 1 là Nguyễn này, chuỗi 2 là Sơn này. Ok, như vậy là nhập xuất xong hai chuỗi đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ sử dụng một cái hàm tên là string compare để so sánh hai cái chuỗi này. Hai chuỗi này nó giống nhau hay là khác nhau? Ok. Thì bây giờ tôi sẽ thử in ra giá trị của một cái hàm gọi là strcmp, có nghĩa là hàm so sánh chuỗi. Trong cái thư viện string.h nó cho chúng ta rất nhiều hàm xử lý chuỗi. Thì các bạn có thể tự tìm hiểu, mở thư viện của nó ra tự tìm hiểu. Ok. Chuỗi 1 phải chuỗi 2. Thì kết quả nó sẽ ra là gì đây? Đây kết quả nhá. Giá trị của CMP. Đó, tôi nhập lại này, Sơn này. Nguyễn. Đó, các bạn thấy giá trị của nó là 1 đúng không? Có nghĩa là nó khác nhau ấy. Bây giờ tôi thử nhập hai cái chuỗi giống nhau nhá, Sơn này. Sơn này. Đó, các bạn thấy giá trị CMP là 0 chưa? 0 ở đây có nghĩa là hai chuỗi giống nhau hoàn toàn. Còn 1 có nghĩa là nó khác nhau. Nó hai chuỗi đó nó không giống nhau. Thì đây là hàm so sánh chuỗi. Ngoài ra thì còn có hàm copy string copy nữa để copy chuỗi này vào chuỗi kia. Nhưng mà hàm đó thì tôi nghĩ là nó cũng tương tự cách sử dụng như những hàm này thôi, nên các bạn có thể tự tìm hiểu.